Tử Bá Đại Sư. Đại sư họ Trầm, người đất Cư Khúc, sau khi xuất gia kim tu thiền tình, đều đi sâu vào chỗ nhiệm màu. Khi ngài đến kinh đô, vua Thần Tông rất trọng. Nhân đó, ngài tâu xin đem kinh bản in ra thành sách. Đại sư tấn tình ca nghị, hết lòng nâng đỡ chánh pháp, nên bị kẻ gian ganh ghét. Không bao lâu, có người dâng biểu vu cáo. Khi được dời đến hạch hỏi, ngài dùng lẽ chánh phân biện, thần sắc tự nhiên, nhưng rồi cũng bị giam vào ngục. Quan pháp ti là nhận của hối lộ, muốn làm hại. Đại sư bảo: đã như thế, cần chi ông ra tay? Nói đoạn, ngài bảo đem nước tắm rửa, thuyết kệ, rồi ngồi ngay mà quá. Thuở sanh bình, đại sư chỉ dạy pháp môn tịnh độ rất tha thiết, bảo rằng: khi lâm chung được chánh niệm, toàn nhờ lúc thường nhật dùng công phu sâu. Xem đại sư sống chết tự do, thì sự tu hành lúc bình thời của ngài có thể suy mà biết được vậy. Đại sư nói: người niệm Phật tâm chân thiết cũng không, có thể xét nghiệm trong lúc vui mừng hay phiền não. Căn cứ nơi đây, tâm chân giả hiện ra rõ ràng, có thể suy ra mà biết được. Đại để như người chân tâm niệm Phật, dù ở cảnh phiền não hay vui mừng, cũng giữ câu niệm Phật không gián đoạn, cho nên những cảnh ấy không làm lay động họ được. Hai điều trên đã không làm lay động, thì đối với cảnh sống chết, họ vẫn tự nhiên không sợ hãi. Người niệm Phật đời nay hơi có chút chi mừng giận thì gác bỏ câu niệm Phật ra sao? Như thế làm sao mà niệm Phật được linh nghiệm? Nên y theo lời ta mà niệm Phật, dù ở cảnh thương ghét cũng đừng quên một câu A-di-đà. Nếu giữ đúng như thế mà lúc hiện tiền không được sự công dụng tự tại, khi lâm chung không được giảng sanh Tây Phương, thì cuốn lưỡi của ta phải chịu tan nát. Như làm không đúng lời ta, thì niệm Phật không linh nghiệm, lỗi ở nơi ngươi, với ta không can hệ gì. Lại hỏi kẻ học giả là Hải Châu rằng: ngươi niệm Phật có gián đoạn chăng? Thưa, bình thường tôi đều niệm được, duy có lúc nhắm mắt ngủ là quên. Đại sư tác sắc quở: lúc nhắm mắt ngủ liền quên niệm Phật, như thế là một buôn năm cũng không thành hiệu. Từ đây về sau, trong lúc ngủ, nghỉ, chiêm bao, ngươi phải giữ cho câu niệm Phật không gián đoạn, mới có phần thoát khổ. Nếu trong giấc ngủ hoặc có quên niệm, khi thức dậy phải thống khóc, đến trước bàn Phật cúi đầu sám hối, rồi quỳ niệm Phật 1.000 hay 1.000.000 câu, dùng hết sức mình thì thôi. Làm như thế vài ba phen, dù trong lúc ngủ mê, câu niệm Phật vẫn hiện ra không gián đoạn. Lời phụ: trong khi thức đều niệm được, duy có lúc ngủ là quên. Làm được như ngài Hải Châu thật rất hy hữu. Đại sư quở như thế là tùy theo người trình độ cao mà sách tấn thêm một bước, để cho hành giả mau được nhất tâm, chứ không phải thật ý bài bác. Người mới tu đừng chấp theo đây mà nghi ngờ, lui sụp. Liên Trì Đại Sư. Đại sư là vị tổ thứ 8 trong Liên Tông Quý Châu Hoằng họ Trầm, người ở đất Nhân Hòa. Lúc ban sơ, ngài nương theo tánh Thiên Hòa Thượng xuất gia. Sau khi thọ đại giới, lại đi khắp nơi tham học với các bậc tri thức. Khi đại sư lễ thánh tích ở Non Ngũ Đài, cảm đức văn thù phóng quang, đi đến núi Vân Thê, thấy cảnh trí u tịch, ngài có ý muốn ở đó suốt đời. Dân chúng ở vùng núi ấy từng bị khổ vì nạn hổ. Đại sư tụng kinh khí thực, hổ đều lẫn tránh. Gặp năm trời hạn, ngài đi dọc theo bờ ruộng niệm Phật, gót chân đi đến đâu mưa rơi đến đó. Từ ấy người quy hướng càng ngày càng đông. Đại sư đều dùng môn niệm Phật mà nhiếp quá. Ngài có trứ tác pho Vân Thê Pháp Dựng, gồm 20+ thứ sách, đại khái đều đề xướng về tịnh độ. Trước khi lâm chung, đại sư tự giả khắp các đệ tử
và hàng cứu cựu khuyên chân thật niệm Phật. Đến kỳ hạn, ngài ngồi niệm Phật mà quá, thọ 81 tuổi. Đại sư nói: Niệm Phật có mặt trì, cao thinh trì, kim can trì. Nhưng niệm thầm, mặt trì thì dễ hôn trầm, niệm lớn tiếng, cao thinh trì cảm thấy phí sức. Duy dùng pháp kim can trì, se sẻ động môi lưỡi mà niệm là có thể bền lâu, nhưng cũng không nên chấp định. Hoặc khi niệm theo lối kim can trì thấy phí sức thì không ngại gì mặt trì, nếu hôn trầm lại đổi dùng pháp cao thinh. Tâm hôn loạn đã lâu, không thể một lúc mà an định được. Cho nên người niệm Phật, nếu tâm không thanh tịnh, đừng quá dội lo. Chỉ cần khi niệm mỗi chữ, mỗi câu đều do đi tâm phát ra, dụng công bền lâu, tự có hiệu quả. Tạp niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc. Niệm Phật chính để trị tạp niệm, mà không thấy hiệu quả là do dụng công chưa được chân thiết. Cho nên khi tạp niệm nổi lên, phải chuyên lòng gia công niệm, mỗi chữ, mỗi câu tinh nhất, không sao lãng, thì tạp niệm tự dứt. Trong lúc buông niệm rối ren, chính là thời khắc dùng công phu. Mỗi khi tán loạn, liền mau thâu nhiếp lại, cứ như thế mãi, lâu ngày công phu thuần thục, tự nhiên vọng niệm không sanh. Giả lại, người biết được vọng niệm nhiều là do nhờ niệm Phật. Lúc không niệm, vọng tâm như sóng nổi nước trào, không giây phút nào dừng nghỉ. Khi ấy đâu có tự biết được ư? Người học Phật đừng quá theo hình thức bên ngoài, chỉ quý tu hành chân thật. Hàng cư sĩ tại gia không cần phải cạo tóc, mặc đồ già, tự có thể để tóc, mặc áo tràng mà niệm Phật. Người ưa thích thanh vắng không cần phải đánh chuông, đánh mõ, tự có thể yên lặng mà niệm Phật. Người sợ công việc phiền phức không cần kết bè, lập hội, tự có thể đóng cửa mà niệm Phật. Người biết chữ không nhất định phải vào chùa nghe kinh, tự có thể xem kinh y theo lời dạy trong ấy mà niệm Phật. Trải qua ngàn dặm đi hành hương ở các danh sơn, không bằng ngồi yên nơi nhà mà niệm Phật. Cúng dường những vị sư không chân chánh, không bằng hiếu thuận cha mẹ mà niệm Phật. Giao du với nhiều bạn bè kém đạo đức, không bằng kẻ dốt nát chuyên niệm Phật. Hành thấp mà giọng nói đạo lý cao sâu, không bằng kẻ chất phát giữ giới niệm Phật. Tánh háo kỳ ưa cầu sự linh thông của ma quỷ, không bằng chánh tính nhân quả mà niệm Phật. Nói tóm lại, người niệm Phật giữ lòng ngay, dứt hành ác, gọi là thiện nhân. Người niệm Phật tỏ tâm tánh, dứt hoạt nghiệp, gọi là thánh nhân. Xin khuyên những người rất thanh nhàn, việc gia đình con cái đã lo xong, dưới trên rỗi rảnh, nên đem hết tâm lực mà niệm Phật, mỗi ngày từ số ngàn đến muôn câu. Xin khuyên những người duyên đời bận rộn quá nhiều, nhọc nhằn việc việc công, bôn ba vì gia sự, tuy ít khi rỗi rảnh, nhưng mỗi buổi sớm mai cố gắng nhín chút thời giờ niệm Phật chừng 10 hơi. Ngày ra lúc nào rảnh niệm xen vào 100 câu. Lúc ta còn đi tham phương học đạo, nghe Biện Dung Thiền Sư tông phong rất thành, bèn đến nơi cầu pháp, đôi ba phen quỳ lạy thưa hỏi. Thiền sư bảo: Người định giữ bổn phận, không nên tham cầu danh lợi, đừng chạy theo dương ngoại, chỉ cần phân minh lý nhân quả, một lòng chuyên niệm Phật mà thôi. Ta liền lãnh giáo lui ra. Bây giờ các bạn đồng hành đều cả cười bảo: Từ ngàn dặm đến đây, chỉ mong được nghe những lời cao siêu thâm diệu, té ra chỉ lãnh mấy câu không đáng nửa đồng tiền. Giá mấy câu ấy ai nói không được. Ta đáp: Đó mới là chỗ tốt của thiền sư. Chúng ta khát ngưỡng mong mến từ ngàn dặm đến đây, ngài không nói lời chi quyền diệu để lấn lướt kẻ dưới, chỉ chất phát thật thà, đem chỗ công phu thiết cận song tinh yếu. Chính ngài đã thể nhận mà khuyên bảo dặn dò, cái hay của ngài chính ở nơi đó. Đến nay ta vẫn còn tuân giữ mấy lời ấy, không dám quên lãng. Lời phụ: Giữ bổn phận, không tham danh lợi, không theo dương ngoài, rõ lý nhân quả, chuyên niệm Phật. Lời này xem như cạn cợt tầm thường, song thật rất cao sâu, màu nhiệm. Tuy là giản dị, song bao quát kinh nghĩa, gồm thành chỗ tinh yếu của một đời tu. Giữ đúng theo đây, xét kỹ lại, đã có mấy ai làm được. Cho nên kẻ nông cạn tất xem thường lời nói này. Người ưa nói lý quyền, xem mình là cao siêu vô ngại,
quyết không làm đúng được như lời này. Nếu chẳng phải bậc đã từng kinh nghiệm như ngài Biện Dung, không thể thốt ra được lời này. Và nếu chẳng phải bậc chân tu như ngài Liên Trì, cũng không thể lãnh thọ được lời này. Hám Sơn Đại Sư. Ngài tự là Đức Thanh, họ Thái, người đất Kim Lăng, xuất gia từ lúc 19 tuổi. Ngài chuyên tâm niệm Phật. Có một đêm, đại sư nằm mơ thấy Đức A Di Đà hiện thân giữa hư không. Từ đó về sau, ngài thấy tượng Phật dường như phản phất trước mặt. Đại sư tham thiền gần 10 năm, khi được tỏ ngộ liền vào ẩn trong núi Lao Sơn. Trước kia dân chúng chung quanh vùng ấy chưa nghe chánh pháp, nhưng khi ngài về ở không bao lâu, trẻ thơ 3 tuổi đều biết niệm Phật. Từ Thánh Thái Hậu nghe danh, xin quy y làm đệ tử và cúng dường rất hậu. Có kẻ ganh ghét dèm phá chuyện ấy, vua giận biếm truất đại sư đến miền Lôi Châu. Nơi đây ngài lại trùng hưng đạo tràng Tào Khê. Sau vua xuống chiếu ân xá triệu về, đại sư bèn ở Lôi Sơn chuyên tu tịnh nghiệp. Rồi ngài lại đến Tào Khê niệm Phật mà quá, thọ 78 tuổi, dục thân hiện nay vẫn còn. Đại sư dạy, điều cần yếu nhất trong sự tu hành là tâm tha thiết về việc luân hồi sinh tử. Tâm sinh tử không thiết tha, làm sao dám gọi là niệm Phật thành một khối. Nếu người quả vì sự luân hồi mà tha thiết, thì mỗi niệm như cứu lửa cháy đầu, chỉ e mất thân người, muôn kiếp khó được. Lúc ấy, quyết giữ chắc câu niệm Phật, quyết đánh lui vọng tưởng. Trong tất cả thời, tất cả chỗ, hiệu Phật thường hiện tiền. Không bị vọng tình ngăn che lôi kéo, dùng công phu khổ thiết như thế, lâu ngày niệm sẽ thuần thục, tâm được tương ưng. Tuy không hy cầu, mà niệm lực tự nhiên thành một khối. Ngày đêm sáu thời chỉ đem một câu niệm Phật trấn định nơi lòng, mỗi niệm không quên, mỗi tâm không muội. Khi ấy gác bỏ tất cả niệm đời, xem câu niệm Phật dường như tánh mạng của mình, cắn răng giữ chặt, quyết không buông bỏ. Cho đến lúc đi đứng nằm ngồi, ăn uống làm việc, câu niệm Phật đây vẫn thường hiển hiện. Nếu gặp cảnh duyên phiền não, tâm không yên, chỉ nên chuyên niệm Phật, phiền não liền tự tan mất. Bởi phiền não là cội gốc luân hồi, niệm Phật là thuyền vượt qua biển khổ sanh tử. Muốn thoát sanh tử, chỉ đem câu niệm Phật phá tan phiền não, đó là phương pháp đơn giản mà rất hay. Lập đạo tràng niệm Phật trong 12 thời, không luận số người nhiều ít, chỉ chia ra thành ban, mỗi ban một thời, luân phiên nhau mà niệm. Như thế, ngày đêm 6 thời, khi ban khác lên thay, thì ban này tuy lui mà song vẫn niệm thầm, hoặc lắng tai nghe tiếng Phật của bạn đương trì niệm. Giữ như thế thì tiếng Phật không dứt, dòng niệm không sanh. Nhưng người đi trong chỗ sâu tối cứ kêu gọi nhau, tức không bị thất lạc. Và như thế thì động tình cũng như một, mình cùng người không khác. Phật A Di Đà thường hiển hiện, sự an điểm của đạo tràng không chi màu nhiệm hơn đây. Ngẫu Ích Đại Sư. Đại sư là vị tổ thứ 9 trong Liên Tông, họ Chung, hiệu Trí Húc, quê ở Ngô Quyện. Người cha trì chú Đại Bi 10 năm, mộng thấy Đức Quán Âm bồng con trao cho mà sanh ra ngài. Ban sơ ngài theo Nho giáo làm sách bài bát đạo Phật, đến khi đọc qua bộ Trúc Sông Tùy Bút, liền đốt bản thảo sách mình. Năm 24 tuổi, ngài xuất gia tập tham thiền, nhưng bị bệnh nặng gần chết mới chuyển ý tu tịnh nghiệp. Về sau ở ẩn nơi chùa Linh Phong, trí thuật rất nhiều. Khi lâm chung, ngài trối dặn thiêu hóa xác thân, lấy tro xương hòa với bột làm hoàn thí cho chim cá, đặng kết duyên Tây Phương. Rồi ngồi ngay mà tịch. 3 năm sau, hàng môn nhân mở khám ra, thấy sắc diện đại sư như lúc sống, tóc mọc dài lấp cả tai, không nở theo lời di chúc, xây nhục tháp thờ ở Linh Phong. Đại sư dạy, pháp môn niệm Phật không chi kỳ lạ, chỉ tin sâu, nguyện thiết, gắng sức thực hành mà thôi. Điều cần yếu là tin cho thấu đáo, giữ cho bền lâu, một lòng chuyên niệm, mỗi ngày đêm hoặc 10 muôn, 3 muôn hay 5 muôn câu, lấy số quyết định không thiếu làm lệ. Hành trì như thế trọn một đời, thề không thay đổi,
Nếu không giảng sanh thì chư Phật ba đời thành ra nói dối. Khi được giảng sanh, tất không còn bị thối chuyển, bao nhiêu pháp môn đều được hiện tiền. Rất kỵ tâm không thường hằng, nay vậy mai khác, thấy ai đối pháp chi quyền diệu liền xu hướng theo, thì không muốn nào thành tựu. Biết đâu nếu một câu A Di Đà niệm được thuần thục, thì ba tạng 12 phần kinh, những giáo lý cực tắc đều ở trong đó, 1700 công án, đường lối hướng thượng đều ở trong đó, 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, 3 tụ tình giới cũng ở trong đó. Người chân niệm Phật buông cả thân tâm thế giới là đại bố thí, không còn khởi tâm tham giận mê là đại trì giới, không so đo phải quấy hơn thua là đại nhẫn nhục, không gián đoạn xen tạp là đại tinh tấn, không để vọng tưởng buông lung là đại thiền định, không bị đường lối khác làm mê hoặc là đại trí huệ. Thử tự nghiệm xét, nếu đối với thân tâm thế giới còn chưa buông bỏ, niệm tham giận mê vẫn còn hiện khởi, việc phải quấy hơn thua còn do nơi lòng, tâm vọng tưởng buông lung còn chưa trừ diệt, các đường lối khác còn làm mê hoặc ý chí, như thế không gọi là người chân niệm Phật. Muốn được cảnh giới một lòng không loạn cũng chẳng có phương trước chi lạ. Lúc mới dụng công cần phải lần chuỗi ghi số, mỗi ngày đêm định khóa là bao nhiêu câu, đừng cho thiếu sót. Giữ đúng như thế, lâu ngày niệm lực sẽ thuần thục, thành ra cảnh không niệm tự niệm, chừng ấy ghi số hay không cũng được. Nếu lúc ban sơ muốn vội nói lời cao siêu, muốn không trước tướng, muốn học viên dung tự tại, thì niệm lực khó thành. Như thế là tin không sâu, hành trì không hết sức. Dù cho ngươi có giảng được 12 phần giáo, tỏ được 1700 công án, đều là việc bên bờ sống chết luân hồi, khi lâm chung quyết định không dùng được. Niệm Phật có sự trì, lý trì. Sự trì là tin có Phật A-di-đà ở phương Tây, mà chưa hiểu lý tâm này làm Phật, chỉ quyết chí cầu sanh, niệm Phật như con nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Lý trì là tin Phật A-di-đà ở Tây Phương, là tâm mình sẵn có đủ, là tâm mình tạo ra, đem hồng danh sẵn đủ tạo ra của mình mà làm cảnh buộc tâm, khiến cho không tạm quên. Triệu Lưu Đại Sư. Đại sư là vị tổ thứ 10 trong Liên Tông, họ Tưởng, Quý Hành Sách, người ở Nghi Nhân. Ngài xuất gia năm 23 tuổi, chuyên tu tịnh nghiệp, thường trụ nơi chùa Tây Khê ở Hàng Châu, mở mang tịnh tông. Sư hoằng hóa rất thành. Đại sư có soạn ra mấy bộ Liên Tạng Tập, Tịnh Độ Pháp Ngữ, lưu hành ở đời. Niên hiệu Khang Hy thứ 21, ngài thị tịch, thọ 55 tuổi. Bấy giờ có người Tông Hoàng và con nhà họ Ngô chết một lượt, trải qua một ngày bỗng tỉnh dậy, đều nói y như nhau: tôi bị binh ti bắt đem trói để dưới điện, bỗng thấy hào quang sáng rực khắp nơi, hương thơm qua báo đầy cả hư không. Minh Dương mọc xuống đất, đưa một vị đại sư về Tây Phương, xem kỹ lại là Triệt Công. Tôi nhờ hào quang chiếu liền được tha trở về. Đại sư nói: phép trì danh quý ở một lòng không loạn, không xen tạp, chẳng phải niệm mau niệm nhiều là hơn. Chỉ nên trì niệm nhặt niệm nối nhau, không mau không chậm, khiến cho hiệu Phật rành rẽ rõ ràng nơi tâm. Khi ăn cơm, mặc áo, đi đứng nằm ngồi, giữ một câu học danh nối liền chẳng dứt, cũng như hơi thở không tán loạn, cũng không hôn trầm. Trì danh như thế có thể gọi là một lòng tinh tấn trên phận sự vậy. Người tu tịnh nghiệp đời nay trọn ngày niệm Phật sám hối, phát nguyện mà cõi Tây Phương vẫn xa, sự giảng sanh không đảm bảo ra sao? Ấy cũng bởi bề ngoài tuy lễ niệm phát nguyện, mà trong tâm dây tình còn buộc chặt, gốc ái còn bám sâu đó. Vậy phải xem sự tình ái cõi ta bà là vô thường, giả dối, đồng như nhai sáp, dù ở trong cảnh hưởng gấp động tình, vui khổ lo mừng, cũng giữ chắc một câu niệm Phật như dựa vào núi tu di, tất cả cảnh duyên đều không thể làm lay động. Nếu lúc nào tự cảm thấy mỏi mệt, biến trễ, nghiệp hoạt hiện lên, phải một lòng phấn khởi mà niệm, như thanh trường kiếm chống trời, khiến cho quân ma phiền não trốn mất không còn, như lửa đỏ ở lò hồng, đốt tan tình thức từ vô thỉ. Người nào giữ được như thế,
tuy hiện đang ở cõi ngũ trược mà toàn thân đã ngồi nơi thế giới hoa sen. Đợi chi Phật Di Đà đưa tay, Đức Quán Âm dịu dắt, mới tin là mình giảng sanh ư. Lời phụ. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, đề ngài Tỉnh Am là tổ thứ 10, nhưng sao Ấn Quang Đại Sư cùng các nhà tu Tịnh Độ thấy ngài triệt lưu thừa giới cao siêu, sự quan hóa rất thành, có công đức lớn với Liên Tông, mới tôn ngài lên làm tổ thứ 10, đổi ngài Tịnh Am thành tổ thứ 11. Nhân tiện xin biện minh ra đây để giải thích mối nghi ngờ. Đạo phái Đại Sư. Ngài hiệu Di Lâm, họ Đinh, người xứ An Nhân, xuất gia năm 14 tuổi, từng đi giảng diễn khắp nơi. Sau Đại Sư đến Cổ Sơn, nương theo Vĩnh Giác Thiền Sư tham cứu 3 năm không ngộ đạo. Ngài bèn từ giả đi dân du qua vùng Lưỡng Triết, rồi trở về Cổ Sơn tu hành. Một hôm, nhân vén bức rèm lên mà đại ngộ. Năm Thuận Trị thứ 14 đời nhà Thanh, Đại Sư kế thừa ngài Vĩnh Giác, mở pháp môn độ chúng hơn 20 năm. Trong Thiền Lâm tôn tặng ngài là hàng Phật pháp bậc nhất ở miền Đông Nam. Đại Sư có soạn ra mấy bộ Tịnh Độ Chỉ Quyết. Ngài thường nói: lão tăng chỉ ở tông thiền, hành ở tịnh độ. Sao ngài ở ẩn, không biết lúc chung kết ra thế nào. Đại Sư dạy: khi niệm Phật, nơi tâm phải thường không rời hai chữ tinh nhớ, nơi miệng không rời hai chữ xưng kỉnh. Bởi muốn về tịnh độ cần phải có lòng tin. Ngàn người tin thì ngàn người sanh, muôn người tin thì muôn người về. Nếu tâm thường tin nhớ Phật, miệng thường xưng niệm Phật một cách thiết tha, cung kính, Phật tất cứu độ, ấy mới gọi là tin sâu. Khi niệm Phật cần phải mỗi chữ rõ ràng, mỗi câu nói nhau. Bởi không rõ ràng tức là hôn trầm, không nói nhau tức là tán loạn. Hành trì như thế, một câu niệm Phật thường rành rõ nơi tâm, lâu ngày tự nhiên thành tựu pháp niệm Phật tam muội.